Mua bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Ngày hôm nay thì kênh mua bán xe cũ sẽ cập nhật màn tờ cho anh chị và các bạn một chiếc xe 7 chỗ Phiên bản này là phiên bản là số tự động một cầu Nhập khẩu nguyên chiếc máy xăng anh chị nhé Với khối động cơ của chiếc xe nó sử dụng khối động cơ máy 2.7 cực kỳ mạnh mẽ Sản xuất là năm 2022 Làm bánh với quãng đường nước khoảng hơn 20.000 km đã được trang bị đầy đủ tính năng như là hệ thống cam 360, hệ thống đèn chiếu sáng dạng bi thích ứng cũng như là hệ thống như là hệ thống điều chỉnh góc chiếu. Đây là những cái chi tiết như là hệ thống cảm biến trước sau được trang bị đầy đủ. Đèn cầm dạng led tất cả các chi tiết của chiếc xe thì nó vẫn giữ được độ đẹp và độ hoàn hảo cao. Cam kết rõ cho anh chị và các bạn về chất lượng của chiếc xe trên văn bản hợp đồng giấy tờ và có hỗ trợ trả góp cho anh chị và các bạn 70% giá trị xe. Anh chị và các bạn đang có nhu cầu mình có thể qua auto làm việc số 95 Trương Công Giai, cầu giấy Hà Nội để có thể xem xe và trải nghiệm lái thử anh chị nhé. Với những cái chi tiết nốt của chiếc xe thì nó vẫn còn liền đời. Gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ có tích hợp hệ thống cam 360 đầy đủ cho anh chị và các bạn. Xe đăng ký tên cá nhân, một chủ, biển Hà Nội. Full đầy đủ lịch sử bảo dưỡng tại hãng cũng như là cam kết là nguyên zin nguyên bản từ đầu, không đâm đụng, À, trên văn bản nên anh chị và các bạn có thể yên tâm hoàn toàn và chọn lựa chiếc xe này. dọc thân xe thì nổi bật với những cái chi tiết mâm nốp rồi hệ thống gương kính chỉnh điện rồi hệ thống bậc lên xuống được trang bị là bậc cứng. các chi tiết nốp láp của chiếc xe thì nó vẫn còn rất là đồng đều sơn xi si, mép lối mép cản thì nó vẫn giữ được độ đẹp. sản xuất năm 2022 thì nó vẫn còn chế độ bảo hành của hãng nên anh chị và các bạn khá là an tâm. mình mang vào hãng mình check lịch sử là ra thôi. Còn để đảm bảo an tâm nữa thì mình check thêm một bên nữa để mình đối chiếu chéo. Đây là những cái phần như là hệ thống gầm bệ cũng như là hệ thống nốt sơ cua của chiếc xe thì nó vẫn còn mới nguyên như này anh chị này. Đấy, tất cả các chi tiết em quay hết kỹ cho anh chị và các bạn có thể dễ dàng tham khảo. Ở phần đuôi thì nó sẽ có những tính năng an toàn cơ bản như là hệ thống cảm biến cam đùi và hệ thống gạt mưa, đèn cảnh báo trên cao. Kính thì đã được dán kính màu rồi ba chủ thì cũng đã dán đầy đủ hết kính đen giúp anh chị và các bạn có không gian bên trong nó sẽ riêng tư hơn rồi là những cái chi tiết về sơn si dọc thân xe thì anh chị có thể thấy này tỉ lệ sơn zin nguyên bản của chiếc xe nó còn rất là cao gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ có tích hợp hệ thống cam 360 đầy đủ và em sẽ mời anh chị và các bạn đi hết các cánh cửa để anh chị và các bạn có cái nhìn tổng quát nhất với kính lái của chiếc xe thì nó sẽ có các phím như là lên xuống kính chỉnh gương gập gương rồi là ghế ngồi thì trang bị chỉnh điện đa hướng rồi là hệ thống tem mát của chiếc xe thì nó vẫn còn đầy đủ cho anh chị và các bạn có thể check kiểm tra với bản này là nhập khẩu indo anh chị nhé đây là những cái phần như này, hệ thống cam này hệ thống cảm biến này mở cốp này đây là thẻ nhắc bảo dưỡng của chiếc xe các bạn có thể thấy nhắc là 27.000 km thì đi bảo dưỡng lại đây là những cái phần như này, hệ thống vô lăng có tích hợp các phím điều chỉnh chức năng để anh chị và các bạn có thể dễ dàng thao tác. Phía sau thì nó có lẫy chuyển số thể thao, màn hình giải trí này rồi là điều hòa tự động. Với cái màn hình rất là sắc nét. Cần số thì trang bị à, cần số dính rắc. Một điều rất hay là ở trên mẫu Toyota đó là cái vào số và ra số của chiếc xe nó rất là nhẹ nhàng. Đấy, cụm đồng hồ thì hiển thị thông tin đầy đủ các thông số rõ ràng cho anh chị và các bạn. Bác chủ thì cũng nâng cấp cho chiếc xe hệ thống cam 360 a cũng như là hệ thống uh, cam hành uh, trình này thảm trải sàn. Với bộ thảm trải sàn này thì anh chị và các bạn sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí khá là cao đấy, ạ. khoảng vài triệu. Và với những cái chi tiết như là hệ thống uh, tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe nó chỉ khoảng hơn 14 lít cho đường trong phố. Còn ở ngoài đô thị thì nó có sẽ ít hơn. Đây với ghế ngồi với những chi tiết như là màu nâu pha với cả màu đen những cái chi tiết để làm cho cái nội thất nó nổi bật hơn cửa gió điều hòa trên nóc trần và những phím điều chỉnh nhiệt độ cũng ở trên nóc trần anh chị nhé hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba cốp của chiếc xe thì trang bị cho anh chị và các bạn đã sử dụng là hệ thống cốp điện rồi trước đây thì nó sẽ chỉ là những cái phiên bản cao cấp thì nó mới được trang bị cốp điện đây là những cái phần như là hệ thống ghế ngồi hàng ghế thứ ba khi anh chị và các bạn sử dụng đến thì nó có một không gian chứa đồ thì nó cũng khá là chật hẹp còn nếu mình không sử dụng đến thì mình có thể gặp kéo ngang sang hai bên tỷ lệ 50 50 sẽ giúp cho anh chị và các bạn có một cái không gian chứa đồ nó sẽ rộng rãi hơn thoải mái hơn và không gian hàng ghế thứ hai anh chị và các bạn cũng có thể gập xuống để mình có thể gia tăng thể tích chứa đồ của anh chị nhé đây là những cái chi tiết về ghế ngồi cũng như là chất lượng về cái phần cánh cửa đi vào em sẽ quay hết để cho anh chị và các bạn có thể dễ dàng theo dõi anh chị và các bạn cần em hỗ trợ chụp lại chi tiết cận cảnh những phần nào trên đây thì mình hãy kết bạn zalo em sẽ gửi chi tiết và cũng như là gửi đầy đủ những cái thông tin mà anh chị và các bạn đang cần tìm hiểu về một chiếc xe toyota fortuner này Đấy, màn hình thì rất là sắc nét rõ ràng tabli tablo rất đẹp sơn si thì còn gần như là nguyên bản toàn bộ và bây giờ thì ta sẽ cùng ngắm qua về hệ thống cái phí đường bộ cũng như là tem đăng kiểm của chiếc xe đây đấy, các bác có thể xem ở đấy và với cái không gian khoang máy của chiếc xe thì ta sẽ cùng ngắm qua từ những phần lắp cabo đến những cái chi tiết về đường ống két nước của chiếc xe để anh chị và các bạn có thể đánh giá qua tổng thể là xe nó có bị đâm va về phần đầu hay không để anh chị bạn có thể an tâm mình xem qua các thông số ở đèn rồi là những cái chi tiết như là ốc chân máy ốc mặt máy và những ốc dàn cò Đấy, tất cả các chi tiết đều giữ được độ nguyên bản và với chiếc Toyota Fortuner bản một cầu này thì đang được chào bán với mức giá là 1 tỷ 025 triệu giá thì vẫn còn giảm và thương lượng cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu rất cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo của kênh mua bán xe cũ